Chào các bác. Hôm nay là một ngày mới và anh em tôi đang đi lấy củi đây. Tôi và Tem đang đi lấy củi, chuẩn bị cho món ăn ngày hôm nay. Xin chào các bác. Đồ ăn thì đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ chỉ cần lấy củi về và chế biến thôi. Nếu các bác mà thấy cái video này hay, hãy đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ em tôi nhá, bằng cách là dí vào cái nút đăng ký ở góc phải màn hình ấy. Nhớ đăng ký ủng hộ anh em tôi nhá. Bây giờ phải đi lấy củi đã. Tôi sẽ đặt máy quay xuống để hộ tay em thôi. Hôm nay có cái mũ đẹp đấy. Tôi với cả tay em đã đi lấy củi về rồi đây các bác. Chào các bác nhá. Sơn Kiều thì sẽ đi lấy cái ống nứa về để làm cái món ăn ngày hôm nay. Hôm nay sẽ đàn cái giọ bắt cá. Đàn cái úp sọt phải không? Ừ. Ra úp sọt với anh này phát. Thôi mang về thôi. Tùng ơi, đang rửa rau củ quả à? Nhìn thấy rau nói. Chào các bác nhá. Em đang rửa tí rau củ quả, còn anh em đang ngừng công một việc rồi. Không phải, thấy hôm nay rửa rau củ quả nên mới hỏi. Mọi hôm thấy toàn thấy Sơn với Tài đã rửa. Không, Sơn Tài mọi hôm không có việc thì phải rửa rau thôi. Hôm nay anh em cũng ngừng việc rồi. Thì phải đi rửa rau. Lúc nãy thấy thằng Sơn nó kéo cái cây nứa về rồi. Thế để tôi đi xem thằng Sơn nó làm gì với cái nứa nhá. Bạn ra xem em anh em làm gì rồi. Còn tôi rửa rau thôi. Tí nữa vào tôi sắp xếp thôi à. Chuẩn bị làm món. Không chén thôi. Món hôm nay nó khá là mới lạ đấy. Lúc nào mình cũng phải thay đổi cái món ăn chứ. Mỗi ngày một món ăn luôn ạ. Sơn đi đâu rồi mà nó lại nhờ mày làm cái ấy là ống này đấy? Không, em biết rồi, em biết làm, em làm. À biết làm à? Biết làm. Xong nhận luôn à? Nhận luôn. Con người ý thức tự giác. Tài đan thọt. Đùa. Em úp gái ơi. Đây các bác, đây là những cái ống nứa để làm, sẽ làm một cái đan lên để tí nữa sẽ nướng thịt đây. Đây, quay trở lại món ăn ngày hôm nay đây các bác. Bây giờ Tùng Lưu sẽ chia sẻ cho các bác cách mà anh em tôi sẽ làm món ăn ngày hôm nay. Thì hôm nay anh em tôi sẽ sử dụng cái mâm bằng đá này để chế biến món ăn. Trước tiên thì sẽ mang cái mâm đá này đi để nướng đã. Nhưng bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cái cách làm món trâu xương hơi ngày hôm nay. Thì nguyên liệu chính thì có trâu rồi. Cuốn với rau cải này, lá lốt này, rau ngủ, sả, ớt, tiêu và cả tỏi nữa. Gia vị thì có đường, hạt nêm, mì chính, dầu hào, dầu ăn, ăn kèm với cả dưa chuột nữa. Bây giờ tôi sẽ mang cái mâm này đi để nướng này. Bây giờ Sơn Kiều sẽ đặt cái chảo đá này xuống để nướng đây các bác. Nướng đá. Rồi, vùi củi. Phải vùi củi lên. Cho nó thật là nóng đi. Bỏng nhỉ. Thịt này thái càng mỏng thì lúc xông hơi bằng đá thì nó càng dễ chín mà nó càng ngấm gia vị. Những cái thái to bản này ra xong là lúc mà mình ăn mình cuốn thì mình lấy kéo mình cắt nhỏ nhỏ ra, mình cuốn với cải chấm với mù thạc được. Thank you.
trong này đã có thịt trâu rồi, sả, ớt, tiêu, tỏi, lá lốt với cả rau ngổ băm nhuyễn rồi. Bây giờ tôi sẽ cho cái gia vị vào để tẩm ướp. Đấy, cho một tí dầu hào vào, một ít hạt nêm, ít mì chính, ít đường, cho dầu ăn vào nữa. Đó, bây giờ sẽ trộn đều lên. Nay tôi không mang găng tay nên tôi phải dùng cái kẹp này tôi đảo. Sau khi trộn đều lên thì sẽ ướp khoảng 15-20 phút. Bây giờ cái mâm đá kia nó nóng đỏ rồi anh em tôi sẽ cho vào để tiếp tục chế biến. Rồi lên mâm mà uống rượu thôi. Hôm nay anh em tôi uống bia đấy. Đây, và bây giờ đến công đoạn là đào cái hố để tí nữa sẽ để cái bếp lên đây các bác. Hôm nay em tôi sẽ thiết kế hẳn cái gọi là cuốc quân dụng. Cuốc quân dụng dùng ở trong đấy nhỉ? Quân đội phải không? Đúng. Hẳn đây là dùng cho làm vườn sao ấy. Mình thích dùng cho quân đội được không? Tí nữa sẽ đặt cái chảo đá vào đây. Và em tôi sẽ xếp thịt lên và uống bia rồi đánh chén thôi. Sắp xong rồi. Ôi Dũng ơi. Ơi. Nhiều bầu cá bống lắm này. Cá bống á? Có cần cái đường ở đấy anh mang đường ra. Cá bống trên cạn à? Ở đấy cái. À đây nó bị mắc cạn. Nó bị cạn nước rồi. Ui cá này ngon đấy. Ui tí cho vào. Ui. 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 Ơ có đấy. Ơ kìa. To thế. Thả luôn đấy nhá. Đâu rồi? Ở đây. Có được không? Đây các bác ơi. Đây cá bống suối đây. Ơ. Nó bị mắc cạn. Không phải là nó kiểu là chỗ nó này trơn. Nó rút theo đá nó ra cái chỗ nước nhỏ ấy. Ui con này đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ. Ui cả cua này. Cả cua đây. Cả cua luôn đây. Ui ui ui. Này này. Ui. Có bắt cái đấy nó trơn. Khỏe thật đấy nhỉ. Ăn gỏi được không? Ui thôi. Nuốt luôn à? Đây rồi. Ui đây. Đây các bác, đây con cá bống suối đây. Nhìn tôi cái màu sắc trên người nó kìa. Thả hết vào đây. Nè. Wow. Cho vào hấp hết nhở. Đâu có con nào nữa đâu. Hay thôi đó. Anh em mình đi bắt nhở. Đây đang bắt rồi. Ngồi bắt luôn nhở. Ui ui ui. Trong này luôn. Trong này có. Ui ui ui. Bảy bảy này. Ui ui ui. Nhiều lắm. Lắm. Ui. Một con. Chạy làm sao được. Một con. Một con. Ui. Đi xem nó chạy đâu. Ui ui. Ui. Đây rồi. Trong cái vũng này chẳng nhiều đấy. Ui, ái xà, đồ chuồn luôn. Trơn đấy. Con cờ. Không trộn lắm, khó bắt. Tại tay em đang cầm một con nữa. Nó chạy đâu rồi hả bữa ấy? Đấy, đấy, đấy. Ui. Trơn đấy. Nhiều thế. Này lại được bữa cá bống suối rồi. Nó này tính tách tách luôn đấy. Trơn đấy. Đấy. Nhìn cái đặc điểm bên ngoài của nó rất giống cái màu đá đấy các bác. Úi. Nhiều. Nó nhảy đấy. Ui nó nhảy. Đây. Ui ôi. Ui. Rồi mất. Xuân Kiều nhanh thế. Đấy, rồi. Đấy. Thả đây. Tốc độ ra chứ đào thật nhanh ra bắt tiếp. Ui này được bữa rồi các bác. Đây tí cho xông hơi luôn. Hập luôn. Mấy con ở đây của mình đâu rồi. Đây. Ui con này đẹp thế. Con này màu khác hẳn luôn này. Ui. Đấy, đấy. Đây cho. Ui, con này. Đây. Đây nhìn cái ánh trên lưng nữa kìa. Có khi nào con có bóng cảnh không? Cảnh này. Ui, trong này đá nhiều. Ui. Nó nhảy này. Đây. Con tôm này. Ui. Có tôm luôn. À, bò lên đây. Nó rúc từ dưới lên đây, nó rúc từ dưới đá lên đây này. Nhiều con cá gì vậy? Chết rồi chị. Ui. Đây. Ôi thì có cái con gì ở đấy vừa xong ấy. Ui đấy, bắt vào tay khó lắm. Ui em hớt 2 con này. Ui 3 con. Ôi. Khó, trơn đấy. Ôi đâu. Nốt lên bờ. Sơn Kiều sau khi đào xong cái hố thì đã chạy đi rủ tay em chạy đi bắt cá rồi các bác.
để cho thùng núi là bây giờ phải lót cái giấy bạc vào cái hố đây. Bật cá tí anh em chén luôn. Chén luôn cá bống suối. Bây giờ mình lót cái giấy bạc này xong mình đặt cái chảo đá lên thôi. Chúng sạch. Cái chảo đá thì vẫn đang đốt đằng kia đây các bác. Lúc nào cũng phải giữ cái lượng nhiệt cho nó nóng. Ở dưới kia có đôi chút tí. Sơn đang tắm cho cá bống suối đấy các bác. Đây đây thành quả mà mấy anh em vừa rồi đã đi bắt đây, dạy cá tập bơi. Trắng trong bên này. Mấy con kia mấy con to này bắt hết. Đây các bác nhìn đây. Tí cho cái màu ăn mớ tôm xuống nhá. Được. Bây giờ là sẽ xếp thịt bò lên trên cái phên mà tài em đã đan đây các bác. Theo. Đây các bác nhìn hấp dẫn không? Thái mỏng thế này thì tí nữa chín nó sẽ rất là nhanh. Nhìn phải, thèm nhỉ? Phải khéo một tí để cho nó... Nhìn cái gia vị mà tẩm ướp vào nhìn thèm nhỉ? Thơm rồi đấy. Cảm giác như kiểu chín rồi. Nhúc cái. Này là vắt chanh, vắt chanh vào là ăn luôn đấy nhá. Nhúc cái đo lên. Đừng có nghề đi Dũng ạ. À, còn cuốc đây các bác, đây là cái mâm mà anh em tôi đã chuẩn bị đây. Bây giờ là sẽ đi lấy cái viên đá ra để ăn thôi. Đặt vào giữa cái bếp ở đây. Một ông vẽ đấy để đến đấy, đấy rồi đấy. Rồi chắc bây giờ sẽ lấy cái mâm đá này ra. Cho ra đây thôi. Nóng thế. Lặng lặng nào. Bạn thả ra, bạn thả ra. Ôi, hơi nặng, từ từ. Đã để xuống thì tôi lấy. Lấy đà, 7. Rồi. Vừa không nào? Vừa. Ui, vừa hin luôn. Vừa chứ. Dí xuống, dí xuống. Ui, nó ấy vào cái lá chuối xèo xèo luôn nhở. Nóng lắm. Cực nóng rồi. Bây giờ giải luôn này. Vài xả lên. Cũng cần thật tay nhé. Tôi đặt luôn cái đấy lên đi. Thịt ra, đặt thịt ra. Tôi đặt thịt ra. Đủ ạ, tưới nhá. Tư đã để anh chuẩn bị tư thế để anh úp vào đã. Rồi tưới vào. Thôi thôi được rồi. Ui nóng. Đây đây. Cái bỏng, cái thật bỏng. Cái thật bỏng. Ép thế này thì nó sẽ chín đều được đấy các bác. Ui, cái lượng nhiệt, cái lượng nhiệt tỏa ra kìa. Không cho nhiệt tỏa ra mới chín chứ. Ép xuống. Ui, sờ qua xem. Thôi đừng. Đừng. Bỏng tay đấy. Đừng cho khí tỏa ra được. Em dí này kín rồi. Đúng chưa? Bia này có bia nóng uống. Bia nóng á? Cái này đúng phải có lắp zin của nó cơ. Dạ. Làm này. Có gì làm đấy. Vô quá quên cá các bạn. Để cá lên đây. Để cá lên đây. Ờ. Chín đấy. Hấp. Ôi rán trứng được ý. Ừ. Ê luôn. Này không biết chín chưa nhỉ? Đúng kiểu chín không anh? Bây giờ mở ra chắc là chín. Cái lớp thịt chắc là chứ. Không, cái lớp thịt bò này, cái lớp thịt bò nó dày ấy. Mình xếp là 3 lớp mà. Bỏ bia ra đây, anh mở ra nào. Thịt trâu mà. Ở lớp thịt trâu nó dày ấy. Nào. Mở ra nhá. 1 2 3. Bảy lên thôi. Ôi rồi. Các bác nhìn này. Ôi vẫn trồi. Ăn đổ cá vào xong rồi úp lại thử nhá. Đổ lên đây cho luôn cả bốn. Ôi nhảy kìa. Nghiệp à. Vừa lại quen. Ơ còn cho gì biết vào được không? Còn tôi nhỉ. Ôi vẫn đang nóng lắm. Bát ra đây tôi chuẩn bị chén. Mở ra nhá. Chín rồi đấy. Mở ra đi thôi đi. Chín không? Hôm nay mình có mù tạc mà ăn tái tái đúng không? Hôm nay có cả cá bống. Wow. Có cả thịt trâu luôn đây các bác. Ui giời. Này xôi. Các bác nhìn cá này. Chín hết rồi, chín mới lại lại. Đây để tôi thử. Ui tôm này, ui. Ui tôm này. Tôm hồng luôn, đỏ luôn đây. Ui tôm luôn đấy. Thế ăn đấy thôi. Thôi ăn đi, ăn tái tái đi thôi. Các bác hãy lấy rượu và lấy đồ ăn ra để ăn cùng em tôi nhá. Và các bác hãy thử làm theo cách như thế này để xem ăn mùi vị như nào nhá. Để tôi ngồi đây. Pít 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 đây đây. Đây các bác ơi, bây giờ bật bia là
ăn thôi. Cho uống lon này. Đây em cầm lon này các bác nhìn nhá. Wow. Đây là cái món ăn ngày hôm nay đây các bác. Để bao nhiêu lâu vẫn sôi mà. Tôi bật biết chưa đây? Biết rồi. Đây anh bật đi cho tải nhá. Thôi đây em bật được. Thôi bật nào. Nào nào pít pít pít. Đây nào. Nào, ok. Mừng. Mời các bác nhá. Mời các bác. Xin mời các bác. Mời các bác nhá. Ăn với cái món ăn ngon. Ủa cái lon này bia nó bị chín thế nào nó cũng sủi sủi. Đâu? Nó ấm thôi. Ấm. Nhưng mà cái này quên lúc anh em không cầm nước suối nhỉ. Ừ, thử nhá, thử nào nào. Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Thử miếng thịt bò nhỉ. Thôi anh ăn cá đi để em ăn châu. Ai đi để anh ăn miếng thịt cá ui cá chín luôn này. Thịt châu. Rán luôn, cá rán luôn. Đây là thịt châu mà. Ba ơi, cho cứ thịt bò này. Đây. Ừ, thịt châu này. Chanh cái lá cải. Quần 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 quần. Cá chín tươi luôn. Cá chín tươi á? Tươi luôn. Đây các bác nhìn những cái miếng thịt bò đây. À lấy kéo, lấy kéo cắt. À thịt châu. Có cứ kéo thuận theo thằng Tùng nó gọi là thịt bò. Đây mình lấy miếng bé bé được. Lấy kéo. Anh khử trước nhá. Được. Thử đi. Rồi, cuốn đi lá cải có mù tạt mà. Có mù cho quả tiêu vào để ăn ngon lắm bạn ạ. Quả tiêu à? Ăn vào bữa. Đây chấm thôi. Ừ. Xin mời các bác nhá. Làm miếng thịt trâu. Nó ho nhá, sặc đấy. Ngọt đâu. Làm luôn miệng. Ừ. Ôi, cay lồng lắm. Sơn đấy vị mù tạt lắm đâu. Sơn thấy ăn theo cái kiểu chế biến kiểu anh em mình này thì như nào? Quá là em tới đây. Tôi không biết miệng mù tạt nào nữa. Cắt. Ngồi như này nó sướng. Thịt trâu nó thơm không? Đúng không? Cứ thơm. Thơm nhỉ? Mềm. Ngửi mùi khói. Ngọt. Không có mùi đá đấy. Có mùi đá. Đồ anh vậy à, tôi cũng thử phát. Quần. Đây, cắt đây. Đấy, kéo để đây nha. Em vừa ăn vụng miếng rồi. Đấy thì ăn tiếp đi. Làm miếng tay. Chấm, uầy, không biết cay không anh Sơn? Không cay lắm đâu. Làm con không, tại anh không ăn được. Đồ anh là thế mà. Không cay đâu. Ui. Xoay bánh, nếm kem. Đây, Dũng này. Ừ. Hình. Đúng mùi đá mà nghe em ăn thấy mùi đá thật. Mùi đá. Tẩm đá. Cà bồng. Thơm. Không, nhưng mà ướp này thơm. Dũng ăn tôm không Dũng? Như này. Trời ơi. Con tôm bé tí màu đẹp không? Màu đẹp. Ôi, đây tôi mượn cái đứa đũa. Đây, bây giờ đến là tối. Đây. Không, nhưng mà tuyệt vời ấy. Đây các bác. Tuyệt vời. Đây là con cá cho nó nhỉ. Miếng thịt trâu đây. Cá cũng cuốn được mà. Ăn hết. Wow. Đây. Tôi làm con to nhất chín nhá. Đây. Thịt ngọt ngọt nhỉ. Bây giờ ăn thôi. Mời các bác nhá. Cá kiểu cá đây đúng là cá bống suối. Cá chất luôn, ăn luôn. Wow. Bắt. Vui vẻ. Cay nồng. Làm cách như thế này thì cái thịt bò, thịt trâu nó giữ nguyên được cái nước. Rất là ngon. Đây. Đâu rồi. Pít pít pít. Anh chơi, anh chơi. Đây, 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 đây. Bắt miếng. Rồi. Tôi lại thuận tay ấy, khó làm quá. Cái này à? Để tôi cắt cho. Đâu rồi, cắt rồi, tôi cắt rồi. Cắt rồi gì? Ừ. Tôi cắt tôi ăn. Cắt đây nó thiếu thứ này nó cuốn nó dễ đúng không? Tôi nghĩ là cho tôi mấy cái lá cải trên bên này đi cũng được. Đây ok, đấy. Đây các bác, anh em tôi ăn gần sắp xong rồi đây. Mà hôm nay anh em thấy cái món cá bống suối này thêm vào cái bữa ăn nó như nào? Vị rượu. Vị rượu, gọi là vị rượu. Ngon hơn phải không? Là có tí trâu, có tí cá vẫn ngon hơn là một mình trâu. Không phải nó ngọt thịt cái cá bống này. Ngọt. Bé bé mà. Hôm nay anh em mình bắt được cả cá bống vằn nữa. Ngon quá. Thì qua cái bữa ăn ngày hôm nay thì anh em tôi gửi gắm đến các bác cách chia sẻ của Tùng Núi và cái cách làm chế biến cái món thịt trâu như thế này. Các bác hãy làm thử và hãy nếm thử xem nhá. Nếu các bác mà thấy cái video này hay thì hãy đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ em tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Xin chào các bác.